sau chiến dịch Mậu Thân, cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào giai đoạn cam go. Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu nhận định những trận đánh chớp nhoáng cấp chiến thuật, dẫu hiệu quả mấy cũng không làm thay đổi cục diện chiến trường. Cần phải có những trận đánh lớn, những chiến dịch lớn mang tính quyết định mới có thể xoay chuyển tình thế, tiến nhanh đến ngày toàn thắng. Muốn vậy, cần phải có cơ giới, cần phải có nhiều vũ khí, khí tài và các phương tiện chiến tranh hiện đại. Một nhiệm vụ nặng nề đặt ra với Tổng cục Hậu cần là vấn đề xăng dầu. Báo cáo thủ trưởng, máy bay địch đánh trúng kho hàng của binh trạm 33, làm nổ tung 1.200 tấn vũ khí, 500 phi xăng. Bộ Tư lệnh 559 đánh điện ra xin nhận khuyết điểm. Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu muốn cục diện chiến trường thay đổi. Tổng cục Hậu cần đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn để phục vụ nhu cầu chiến trường. Muốn cuộc chiến tranh này kết thúc không chỉ dựa vào chiến tranh du kích, mà phải đánh lớn, đánh trên mọi mặt trận, đánh giữa thanh thiên bạch nhật, chứ không phải chỉ rút trong rừng, đi đẹp vài băng AK. Không có xăng, không tăng, không pháo, không đánh bằng AK, thì đánh bằng cái chó gì? Nhưng chúng ta cũng không thể đánh du kích mãi. Muốn chiến tranh kết thúc sớm, phải có những trận đánh quyết định, phải đánh lớn. Không cơ giới mà đòi đánh lớn. Tôi có tăng, có xe, có pháo, mà nằm chết dí một chỗ. Sao các ông đưa vào, tụi tôi phân phối từng can. Thiếu thốn đang là tình hình chung ở mọi mặt trận, mình phải tự khắc phục. Nói thì hay lắm, lính tôi đang nói rã họng từng ngày, không phải như lính mấy ông ở đây. Ngoài này chúng tôi cấp hết, chuyển hết vào chiến trường cho các anh, có gì lót kho đâu. Nhưng lính tôi vẫn chết vì sốt rét, trong khi chiến ninh của ông mối sông hóc bà tó nào đó, lính tôi đó rã họng, trong khi gạo của ông chuột núi Trường Sơn và đục khoét. Dẫn lương bằng gùi thì hết cung đường, lính giận tại các ông ăn hết mẹ gùi gạo. Tụi Mỹ khác xa Pháp, không phải thời Điện Biên mà đánh nhau kiểu đó. Thằng Mỹ hiện đại chuyên nghiệp, muốn thắng nó cũng phải hiện đại chuyên nghiệp, phải có cơ giới, phải có xăng mới phân phối được lương thực vũ khí tới từng đơn vị. Quyết mạch giao thông Trường Sơn vận hành được là nhờ xăng dầu. Xăng dầu là máu, không có máu lính tôi chết có nổi đâu rồi, lấy buồn đầu đưa mà đánh nhau. Sẽ có xăng, sẽ đủ xăng để các ông đánh lớn. Báo cáo gửi ra chả kết quả gì. Tôi đổi bom ra là để trực tiếp gặp ông. Các ông nghĩ chỉ vũ khí đạn dược là quan trọng thôi sao? Hiện giờ xăng dầu mới là quan trọng. Không cơ giới, quân đội chính quy cũng chỉ như du kích, quân chủ lực cũng như lính địa phương. Tôi sẽ đi B một chuyến. Ông đi B? Ông sẽ thấy một đường ống xăng dầu chạy dọc Trường Sơn. Chiều nào cũng ra đây làm gì? Em học xong rồi mà. Hôm nay chị dạy em cách chọn thời điểm bắn đón nhá. Thao tác lắp đạn đã thành thạo chưa? Rồi ạ, em lắp đạn cả tuần nay rồi mà. Không đái ở đây.
Thế đá ở đâu hả chị? Bất kỳ đâu, nhưng không phải ở đây. Xăng thấm ra áo phồng rộp lên đấy. Em chỉ thấy hơi rát. Cẩn thận. Mẹ, bọc xăng sợ ăn bỏng nước sôi. Anh đừng dọa em. Lính mới à? Vâng. Tớ 3 năm gùi xăng. Trung đội tớ có mấy thằng chết vì nhiễm độc chì. Xuống suối rửa sạch, túm chặt ni lông. Đừng để xăng thấm ra nữa. Vâng ạ. Cẩn thận, có mi lá. Tóc mình có sợi bạc rồi đấy. Thế hệ thứ hai đã biết cầm súng. Thằng Út cũng đòi ra trận thì tóc tôi phải bạc chứ. Nhà mình giờ như chạy lính ấy nhỉ. Con mời bố uống nước. Mời mẹ. Thưa bố mẹ, đầu tuần tới khóa con đi bê. Hai đứa cùng vào chiến trường đợt này. Thứ hai tớ chúng con lên tàu. May ghé qua nhà lại được gặp bố. Còn chuyện học hành. Việc cầm súng ra trận lúc này cần hơn ngồi trên ghế nhà trường. Vậy còn đám cưới thì sao hả Mai? Dạ thưa bố mẹ, chúng con chờ thống nhất thì cưới ạ. Còn Lương, còn Hòa đâu? Cơ quan cử chúng nó xuống Hải Phòng nhận đường ống do Liên Xô viện trợ. Chiều mới về. Bà bắt con gà làm thịt, cung các cụ. Tôi cũng sắp đi chiến trường. Hai đứa không về đi, còn đứng đó làm gì? Con chờ bố mẹ con. Chị Mai đi bộ đội à? Thanh niên xung phong. Em cũng muốn làm thanh niên xung phong. Chúng nó ném bom, giết chết bố mẹ em rồi. Thế bây giờ, các em ở với ai? Ở với dân quân xã. Mẹ ạ, báo mới đăng bài phóng sự của con. Thế à? Ơ bố, bố mới về ạ. Tưởng anh Nhân đi bê. Ở hậu phương cũng có 100.000 công việc phục vụ tiền tuyến. Đâu cứ phải cầm súng xa trường mới là anh hùng dân tộc. Cũng phải có người viết một cái gì đấy. Đức, hãy để cho anh con yên.
Thưa thầy mẹ, vận nước khó khăn, nhiều thế hệ gái trai ra trận. Xin thầy mẹ tha thứ cho mỗi kỳ lễ Tết, chúng con không biện lễ, thắp nhang chu toàn. Ra đi lần này vào nơi binh lửa, dù sống dù chết, cũng nguyện làm rạng danh tổ tông, thầy một lòng chung với nước. Hai đứa con muốn ở đây với bác không? Mẹ, con đang định nói với mẹ, mẹ sẽ đi gặp xã đội trưởng để chị em nó sống ngoài kho hợp tác. Mẹ thấy tội quá. Nhà mình có pháo cao xạ không bác? Cao xạ để làm gì? Con muốn bắn máy bay. Nhà có thư. Cháu chào bác ạ. À. Thưa anh Nghĩa, mẹ ơi. Con đọc cho mẹ nghe nhá. Mẹ à, hôm qua con đã viết cho mẹ, hôm nay lại viết nữa. Chẳng biết mẹ có nhận được không, nhưng con cứ viết. Con đang ở thung lũng chết. Hôm nay con phải đưa một đoàn công tác vượt qua trọng điểm ác liệt này. Gọi là thung lũng, chứ thực ra chỉ là một con đường độc đạo nằm giữa khe núi có chiều dài chừng 2 cây số. Chúng nó đang pháo kích. Lại một lần giọt pháo, mỗi lần vài chục quả, đều đặn, chính xác. Chẳng có gì sống được ở đây trừ mấy thằng giao liên bọn con. Chiến tranh có thể là nỗi kinh hoàng ở đâu đó, nhưng ở đây bọn con quen rồi. Chỉ cần chắc chắn mình ở ngoài tầm khi chúng bắn và vượt qua giữa các đợt pháo kích là an toàn. Vài ngày một lần con đưa người băng qua thung lũng này. Hôm nay là một đội văn công. Đồng chí A! Sống của mình, nhưng ở cung đường của tôi không ai được phép chết. Chết đâu dễ thế. Chiến sĩ văn công Lê Thị Bảo Hà, ở đâu đó cái chết có vẻ khó, nhưng ở đây không dưới 10 lần mỗi ngày chúng tôi đối diện với cái chết. Chết dễ vô cùng. Tất cả nghe đây, rút đợt pháo, mau chóng vượt qua khu vực nguy hiểm này trước khi trực thăng tới. Cảm ơn. Xuống hố ngay. Vẫn còn một loạt nữa, nằm xuống. Đừng uống nhiều, ra mồ hôi mệt đấy, cũng cần phải tiết kiệm nước.
Mẹ kiếp, nước ở đây toàn chất độc hóa học, không uống được đâu. Mẹ kiếp, tôi biết rồi. Ngay đường ống vượt tam giác nửa Vinh Nam Đàn Linh Cảm. Tôi muốn các đồng chí xong ngay trong tuần này để tiếp tục thi công vào sâu phía nào. Chúng ta chỉ có 200 km đường ống, 400 km đường ống nữa mới cập cảng. Ta sẽ xin bạn viện trợ, nhưng về lâu dài phải tự sản xuất lấy. Tiếp đạn.
Chắc nó theo mình từ lâu. Tụi nó đã phát hiện. Gọi trực thăng tới đón ở điểm 8. Gọi đại bàng nghe rõ đã lời. Anh bắt Mỹ đối phương bắn hả? Đưa đội văn công về binh trạm trước đi, để tôi kìm tụi nó. Nó thử, binh trạm sẽ cho người ra tiếp ứng. Duy nhất một bãi cỏ bên kia đồi có thể đáp xuống. Chắc chúng gọi trực thăng tới bốc đi. Đường như vậy là quá nguy hiểm. Nếu có xăng dầu chạy qua, chỗ này thành biển lửa rồi. Dạ. Các cậu phải cho chạy đường khác chứ. Ít nhất phải cách đường giao thông 1 km. Những chỗ trọng điểm như thế này thì tránh càng xa càng tốt. Báo cáo thủ trưởng, sẽ rất khó khăn khi thi công. Đồng chí nghĩ đây là công việc dễ dàng sao? Thủ trưởng, tổng cục điện vào báo cáo, sớm nay X42 đã vận hành thành công. Dòng xăng từ Nam Thanh đã được bơm vào Nga Lộc. Tốt quá. Cậu thay mặt tôi điện ra biểu dương các đồng chí ấy. Dạ vâng, tôi sẽ gọi ngay. Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, nhưng chúng tập trung đánh phá dữ dội đoạn đầu đường Trường Sơn. Vì vậy, các cậu phải làm cho xong đoạn này ngay. Báo cáo thủ trưởng. Tôi không cần biết cậu làm cách nào, nhưng Tết Nguyên đán phải có xăng ở Nà Tông cấp cho 559 chạy ban ngày. Thưa anh, chuyên gia đường ống không vào được tuyến trong, người thì thiếu trầm trọng. Tôi biết. Nhưng xong tuyến đường ống đầu tiên, chúng ta thành chuyên gia cả rồi. Về nhân lực, tôi sẽ tách công trường 18 thành 2 khung. Sẽ bổ sung cho cậu thêm 2 tiểu đoàn. Một, thi công từ cổng trời vào 559. Một, từ X42 vào cổng trời. Rõ chưa? Rõ!
Có bắt được biệt kích không anh? Sáng mai em ra Bắc rồi, em tưởng không kịp gặp anh nữa. Về bên trạm không thấy em, anh cũng đoán em đang ở đây. Mùa này đẹp quá, ở đây yên tĩnh quá. Lại nhớ Hà Nội rồi phải không? Anh cũng nhớ Hà Nội mà. Nhà anh nghĩa ở phố nào vậy? Tôi ở ngoại thành. Làng tôi bên kia sông. Em ở Phan Bội Châu, ngay ga Hàng Cỏ. Hết chiến tranh còn nhớ thì đến thăm em nhé. Nếu còn sống chắc chắn tôi sẽ tới. Anh ở chiến trường được bao lâu rồi? 6 năm. Anh đã giết được bao nhiêu tên địch? Tôi là lính, trách nhiệm của tôi là hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải giết người. Em có nghe nhiều giai thoại về anh. Em xin lỗi. Người ta nói anh hiếu sát, đã bắn là chết. Đôi khi giết người cũng là nhiệm vụ. Mai táng cho cô ấy cùng với bà con dân bản. Sau lần đó, tôi không làm lính vận tải, không gùi xăng. Tôi muốn làm lính chiến, nhưng lại bị điều sang giao liên. Đạt cơ đầu có sức công phá lớn, nó khiến người bị bắn không kịp hấp hối. Cái chết sẽ đến rất nhanh, sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Trường Sơn, mùa khô năm 1969. Mẹ xa nhớ, con rất vui vì chiều nay nhận được thư mẹ. 6 năm chiến trường, đây là lần đầu tiên con nhận được thư nhà. Vậy là em Mai cũng đi thanh niên xung phong, cũng vào chiến trường rồi đấy. Con rất vui khi mẹ nhận nuôi 2 đứa trẻ. Việc mẹ làm khiến chúng con rất tự hào. Yêu nhau, cởi áo ơi à, trao nhau về nhà, rồi rằng cha rồi mẹ ơ, rằng à ôi à quá cầu, rằng à ôi à quá cầu, tình 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 gió bay, tình 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 gió bay. Yêu nhau, cởi nhẫn nôi à, trao nhau về nhà, rồi rằng cha rồi mẹ à, rằng à ôi à quá cầu, rằng à ôi à quá cầu, tình 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 đánh rơi, tình tình.
Mẹ ạ, cô gái mang lá thư này tới cho mẹ đã đi chung với con 10 ngày nay trên một cung đường dài. Cô ấy ngoan và hiền, con thấy mến cô ấy mà chưa dám nói. Chiến tranh chẳng biết thế nào. Đừng dèo đi. Bữa cá suối măng rừng nhưng phải nghỉ đúng trạm chứ đồng chí, dừng lúc tung sao được. Lại sợ thanh niên xung phong rồi chứ gì. Có muốn làm rể binh trạm em không? Cả một đại đội nữ anh hùng để các anh tha hỗ trợ. Lý, đùa thế à? Xe con không biết là xe các thủ trưởng à? Ôi bố ạ, con xin lỗi bố, con vô duyên quá. Không sao, chị em ở đây thế nào? Thì bọn con vẫn sống nhe ra đây thôi. Ngày thì ra các cung đường, tối vào hang đá. Có thiếu thốn gì không? Thiếu đủ thứ, không kể hết đâu bố ạ. Nhưng thiếu nhất là con trai. Hay bố cho con mượn một đồng chí trong đoàn của bố một ngày đi ạ. Dừng lại! Đồng chí Lý, đùa quá trớn rồi đấy. Không đùa đâu. Nếu bố điều cho mỗi trung đội một vài chàng, có phải vui không? Sắp tới Sê San, một trọng điểm ác liệt. Các thủ trưởng cố gắng vượt sông sớm. Sau 8 giờ, máy bay tụi nó anh tạc đấy. Bố ơi, nếu mà bố không cho bọn con mượn một đồng chí trong đoàn của bố ấy, thì chúc các bố đi mạnh khỏe an toàn nhá. Khi ra, bố không cho mượn, bọn con cũng bắt cóc đấy. Đường thông rồi, các thủ trưởng đi. Là cuốn sổ em định ghi nhật ký. Anh giữ lấy mà dùng. Hết chiến tranh, tìm nhau nhé. Nhà em ở số 16, phố Phan Bội Châu. Anh nhớ rồi. Thank you.
chết nhá. Sống chết có số mà. Chết đâu dễ thế được. Ai chỉ huy ở đây? Cho thủ trưởng ạ. Ai lái những chiếc xe này? Ui da, đau. Từ xa nhìn rõ cả thùng xe. Nó ném bom đốt mẹ khu rừng này bây giờ. Ngụy trang lại ngay. Thưa thủ trưởng, ở dưới đất còn nhìn được, chứ máy bay ở trên trời không nhìn thấy đâu ạ. Mẹ, cả cái số còn thấy. Địch kích nó gọi máy bay oanh tạc thì chết cả lũ. Mà súng của cậu đâu? Dạ, trong cabin ạ. Giờ trực thăng tập kích đột ngột, cậu bắn bằng cái chó gì? Ai chỉ huy đơn vị này? Dạ, báo cáo. Nhắn chỉ huy chiều gặp tôi ở trạm giao liên, rõ chưa? Rõ, tôi gọi anh em dậy, ngụy trang lại ngay. Cán bộ chỉ huy đâu? Báo cáo, tôi chỉ huy đơn vị này. Cậu lái xe mà. Báo cáo, đồng chí lái xe là chiến sĩ thi đua, đã về sư đoàn để báo cáo thành tích. Tôi trực tiếp lái xe để khỏi mất một xe nằm lại. Cậu phụ trách đơn vị này. Báo cáo, tôi Đỗ Khải, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 vận tải, trực thuộc đoàn 500. Chúng tôi chở hàng từ Nam Sông Lam và cho 559. Chào thủ trưởng ạ. Chào thủ trưởng. Lính gì xanh rớt như tẩu lá, đói ăn à? Thưa thủ trưởng, cả tháng nay anh em chúng tôi lái xe suốt cả đêm nên hơi vất vả. Dạ, đường đèo dốc khó đi, máy bay địch thì bắn phá suốt. Đến điểm nghỉ lại phải vần xăng xuống, phân tán vào bụi cây, ngụy trang xe hàng. 3 giờ chiều lại phải khiêng lên xe đi tiếp. Mỗi ngày chúng tôi chỉ chợp mắt có mấy tiếng thôi ạ. Cậu kêu ca nhiều quá. Mệt, cũng không được lơ là công tác ngụy trang, rõ chưa? Sơ sảnh một chút, chúng nó biết được thì công sức của đơn vị cả tháng thành ra công cốc. Thôi, ngụy trang xe lại rồi nghỉ. Chiều không phải đến binh trạm nữa. Rõ. Cho các cậu đấy,
thui lên. Chiều làm một bữa nhé. Cảm ơn thủ trưởng. Thưa thủ trưởng, thủ trưởng đã bắn chết con dê của em rồi ạ. Con dê này là của cậu? Vâng ạ. Bọn em xin được của dân nuôi cả tháng nay, định đến binh trạm 32 thì thủ trưởng đã bắn chết mất rồi ạ. Dê không ngụy trang, không vũ khí, bị bắn là phải. Lần sau xin được dê, nhớ trang bị vũ khí, ngụy trang cho nó cẩn thận. Rõ chưa nào? Rõ. Đồng chí tiểu đoàn trưởng. Có tôi. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Thủ trưởng Dinh tới chưa? Tôi đây. Chào đồng chí. Báo cáo, tôi trung úy Bùi Văn Nghĩa, phó trạm T36 đón thủ trưởng từ đêm qua. À, Tà Ngâu bị trận B52 giải thảo, cầu sập nên trễ mất mấy tiếng. Mời thủ trưởng về trạm trước cho an toàn, khu vực trọng điểm không nên ở lâu. Đồng chí, đẩy xe, đẩy xe đây.
Dừng lại các đồng chí ơi, còn bơm chưa nổ, dừng lại. Có thể là bơm từ trường, đừng di chuyển. Vậy là đã mấy tháng con không gặp bố. Giờ con đã là một người lính giải phóng rắn giỏi, mạnh mẽ. Chúng con đang hành quân, ngày càng vào sâu phía Nam. Còn mai, cô ấy không là thanh niên xung phong nữa bố ạ. Sẵn có kiến thức về y, mai giờ là y tá của một binh trạm. Lẽ ra chúng con nên nghe bố mẹ làm đám cưới trước khi lên đường. Chiến tranh chẳng biết bao giờ kết thúc. Cứ cưới, vui ngày nào hay ngày ấy. Chắc để một dịp nào đó, hai đứa cùng về phép, tụi con sẽ cưới nhau. Sao? Cậu không ngủ được à? Vâng ạ. Có lẽ em nên chuyển ra xa một chút. Kẻo sột soạt thủ trưởng ngủ không được ạ. Nằm yên đấy. Cứ nằm nghiêng không thấy khó chịu à? Lưng em toàn sẹo. Nằm ngửa, chạm vào ngứa không chịu nổi. Sao không chữa đi? Chả có thuốc nào chữa được đâu thủ trưởng ạ. Ngồi dậy cởi áo tôi xem nào. Bom napalm à? Không ạ, bọc xăng thủ trưởng ạ. Trước em ở đơn vị vận tải gùi xăng mấy năm, cực lắm.
Bịch xăng trong ba lô cứ ốp xiết vào lưng. Bước đi là trà sát. Da bị rộp lên vì hơi xăng ngấm ra lâu ngày thành sẹo thủ trưởng ạ. Thằng nào cùi xăng cũng bị thế à? Vâng. Mà thôi, thủ trưởng ngủ đi. Em đi đổi gác đây. Đây là thung lũng chết. Nó ăn ướt con đường huyết mạch của ta. Vượt qua thế nào? Mình chờ đêm xuống rồi vượt qua. Đây là trọng điểm ác liệt. Địa thế tuy trống trải nhưng bốn bề là núi. Máy bay địch khó oanh kích. Ban ngày cứ nửa tiếng chiến hạm ngoài biển pháo kích một lần. Đêm thì chúng bắn ít hơn. Nó bắn theo tầm à? Dạ. Khoảng 5 phút nữa thì ngừng. Sau khoảng 30 phút chúng lại bắn tiếp. Chờ đến tối thì lâu quá. Mình vượt qua giữa hai đợt pháo được không? Thường chúng tôi cũng làm vậy. Nhưng thủ trưởng chưa quen, tôi sợ không an toàn. Chúng mà bắn bất thường thì nguy hiểm. 9 tiếng đồng hồ dưới con mắt cú vọ của máy bay còn nguy hiểm hơn. Cứ qua đi. Giờ vượt qua mà gặp trực thăng cũng nguy hiểm. Để tôi kiếm chỗ an toàn cho thủ trưởng. Đội này là lính chiến, trải qua trận mạc vào sinh ra tử nhiều. Đồng chí đừng lo. Có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không sợ trách nhiệm. Thủ trưởng quyết định vậy, chúng ta sẽ băng ngang thung lũng. Nó ngừng bắn rồi, phải đi thôi. Bao nhiêu thanh niên xung phong ở đây? Hả? Thế là sao mà trả lời được? Để xem nào.
Dạ, mời thủ trưởng uống nước. Được rồi. Các cô ấy bám đường, thường muộn mới về. À, tôi biết rồi. Tôi hiểu. Nhìn kìa. Tóc ở đâu mà lắm vậy? Dạ, rừng lim đấy thủ trưởng ạ. Suối có lá lim rụng xuống, gội đầu rụng hết tóc. Làm gì có cua trên núi à? Hay cua sợ máy bay oanh tạc? Sơ tán lên đây. Cậu chả biết đấy gì kìa. Hồi ở Điện Biên, mưa dầm, cua bò cả vào hầm đờ cát đấy. Mò thử xem. Mấy thằng mò sách xem đây. Không phải con cua thì là con gì? Chịu khó mò đi, chịu làm bơ diêu. Không bỏ đâu cho hết rồi thủ trưởng ơi. Cởi quần ra túm lại. Ngại cái gì? Sổng cua là kỷ luật. Tôi sẽ cho sang vận tải hùi sang trở lại. Càng anh ơi, bê vang hay bê quay đây? Cả một đội lính chiến, có anh nào sợ té hồn? Để bọn em chữa cho nào. Các thủ trưởng đấy, đừng nên nói bậy bạ. Mình hiểu vì sao cậu Nghĩa lại sợ qua đây rồi. Dạ vâng đấy bố ạ. À, các chị em chúng con ở đây chiều hết gì đấy. Có lần còn đòi bọn con hát ru cho ngủ nữa cơ. Sợ bố biến lăm lùng các em kỷ luật đấy. Bố cho mỗi đại đội vài anh để đỡ đần tụi con. Nhiều việc cánh phụ nữ chúng con không tự làm được. Đừng đấy bố ạ. À, phụ nữ ba đảm đang. Việc gì mà chả làm được? Cái việc
ấy ấy có tự làm được không? Việc ấy là việc gì? Ờ thì mai đạn chẳng hạn. Em thấy anh suốt ngày cứ súng với mai đạn, mà có khi mô bắn được phát mô mô. Thôi chờ ngủ đi. Trời sắp sáng rồi. Tớ ngủ được một giấc dài rồi. Đang tuổi ăn tuổi ngủ. Sao cậu lại thức đêm như ông già thế? Không phải tại mấy cô gái trẻ đấy chứ? Yêu chưa? Chiến tranh. Biết thế nào mà yêu hả thủ trưởng? Chiến tranh thì sao? Cậu có biết bài Đợi anh về của Simonov không? Có chứ ạ. Em ơi, đợi anh về. Đợi anh về em nhé. Mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê. Chiến tranh thì ở đâu cũng vậy. Giá mà không phải đánh nhau. Chết nhá. Một thuốc lá. Các thủ trưởng lui lại sau. Đằng trước có thám báo, để tôi tiếp cận xem sao. Lính lôi hổ. Có thể còn một vài tên nữa cảnh giới. Bọn chúng thường đi 3 đến 5 tên. Hai cái dây cò đã đi cổng. Không nổ súng. Bọn cảnh giới mà bắn trả, mình không tránh khỏi thương vong. Cậu yểm trợ nhá. Mình hạ thằng cảnh giới rồi bắt sống tụi nó. Thả súng. Đồng bệnh nó bắn nát sổ. Đơn vị nào? Đại đội Lôi Hổ. Tiểu đoàn nhảy dù tại Đà Nẵng. Tưởng lính Lôi Hổ tụi mày thiện chiến lắm. Thank you.
Đã tới cung đường mới, đơn vị bạn sẽ ra đón. Tụi em phải quay lại. Cảm ơn các cậu. Nghĩa, mình có một thằng con trai đang ở trong này. Chạc tuổi cậu. Nó có cô bạn gái làm y tá. Thế hả thủ trưởng? Nó tên Đức, còn bạn nó tên Mai. Cả hai đứa chúng nó mới vào chiến trường một lượt. Thủ trưởng, có phải thủ trưởng ở Kiêu Kỳ? Đúng rồi. Em ở dưới Văn Giang. Mai là em gái của em. Có một con gì cậu đi lẻ, đừng để nó thoát.
trường giải lao 15 phút. Tôi vào là để cảm nhận thực sự hơi thở nhịp sống trên trường, để có tầm nhìn chiến lược, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Ông có yêu cầu cụ thể gì trong công tác hậu cần, khó khăn gì muốn chia sẻ, xin cứ nói thẳng. Chúng tôi cần súng đạn, đặc biệt là hỏa lực, rồi lương thực, thuốc men. Mời các thủ trưởng. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là xăng dầu. Tôi đã hứa với ông, tôi sẽ lo cho B2 đầy đủ để chúng ta đánh lớn. Tôi hiểu. Ông muốn đánh giá mức độ thực tế của chiến trường nên mới điều chiến này. Vậy bao giờ thì lời hứa của ông mới thành hiện thực? Khi tôi đang nói ở đây, việc xây dựng đường ống cũng đã bước sang một giai đoạn mới. Bộ đội đường ống làm việc trong mọi thời tiết, không quản đèo cao suối sâu. Chúng tôi đã hoàn thiện một hệ thống đường ống xăng dầu từ Lạng Sơn, Quảng Ninh, xuyên qua các tỉnh phía Bắc, chạy sâu vào phía Nam. Ông sẽ ngạc nhiên đấy. Mùa khô tới, đường ống sẽ chạy đến đây, xăng dầu miền Bắc sẽ chảy tới tận Bù Gia Mập, thậm chí còn xa hơn nữa. Ông nhắm làm nổi không? Chiến trường đâu, xăng sẽ chảy tới đó. Có xăng là có đánh lớn. Tăng và cơ giới của tôi sẽ đánh xuống tận Sài Gòn cho ông coi. Sao anh ra Bắc? Anh được điều ra làm nhiệm vụ mới. Có gì bí mật không? Ra tập huấn kỹ thuật làm đường ống dẫn dầu. Ra viện, em được nghỉ phép. Mình gặp nhau ngoài Bắc anh nhé. Vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ có thêm một nhiệm vụ mới ngoài đó. Việc gì vậy? Nói em biết được không? Trời hôm nay đẹp quá bà nhỉ. Hôm nay nắng đẹp quá. Ngày nào chúng nó chẳng đánh. Không đánh ở chỗ mình thì chúng nó đánh không khác. Lâu lắm làm mình mới có đám cưới đấy ôi. Ê Hùng, đừng qua ban của chú. Vâng mà. Ah!
hơn 5.000 km đường ống và hàng trăm kho xăng dầu dọc theo cả hai phía Đông và Tây Trường Sơn là nguồn sức mạnh đảm bảo cho các loại xe cơ giới hoạt động suốt thời kỳ chống Mỹ. Chiến lược hậu cần này có tính chất quyết định cho những trận đánh quy mô lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nghĩa vẫn làm giao liên trên cung đường ác liệt đó. Kinh nghiệm và bản lĩnh của anh là biểu tượng cho sự hy sinh chiến đấu quên mình cho Tổ quốc của một người lính. Giống như hàng vạn liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Hà nằm lại Trường Sơn. Thỉnh thoảng trên đường công tác, Nghĩa ghé thăm cô. Tướng Dinh vẫn miệt mài tháng năm theo chiến cuộc. Tuyến đường ống xăng dầu chiến lược xuyên Trường Sơn mà ông là tác giả đã mở ra một giai đoạn mới với những trận đánh lớn, nhiều binh chủng phối hợp làm thay đổi cục diện chiến trường. Thời kỳ chiến tranh du kích đã hết, quân giải phóng bắt đầu chủ động phản công ở mọi mặt trận. Nhìn đoàn quân trùng trùng tiến về phía nam, có bao nhiêu người sẽ không bao giờ quay trở lại. Là một vị tướng cùng với cuộc chiến tranh dài, với ông còn nhiều toan lo.